Đại chiến nhan sắc mỹ nhân cổ trang Hoa Ngữ 2023, địch đã nhận 3 triệu lệ xinh đẹp xuất sắc. Ai sẽ là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ năm 2023 này đây? Triệu Lệ Xĩnh. Giữ vững hành đánh dấu sự tái hợp của Lâm Canh Thân và Triệu Lệ Xĩnh sau Sở Kiều Chuyện, nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly Triệu Lệ Xĩnh vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây cô gặp nạn và được hành chỉ thần quân Lâm Canh Thân cứu giúp. Có thể thấy tạo hình của Lệ Xĩnh trong phim khá đa dạng với những bộ trang phục màu sắc khác nhau, khi thì dịu dàng quý phái, lúc lại ngổ ngáo và kỳ phách. Thứ hai, Dương Mịch. Trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Mịch đảm nhận vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nữ vương của tộc Hồ Yêu. Tạo hình cổ trang của nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp quyến rũ ma mị, gương mặt xinh đẹp cùng khí chất hút hồn của Dương Mịch được đánh giá vô cùng phù hợp với vai diễn Hồ Ly Tinh. Thứ ba, Địch Lệ Nhật Ba. Tạo hình của Nhật Ba trong A Lạc Truyện khiến khán giả suy xoa những nét đẹp yêu kiều. Các cư dân mạng nhận xét tạo hình của mỹ nhân 9X đó lên vẻ ngọt ngào, hoạt bát, đáng yêu. Sở hữu làn da trắng không tì vết, gương mặt xinh đẹp thanh tú, dáng người mảnh mai cân đối. Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhật Ba được cho phù hợp với mọi tạo hình cổ trang. Thứ tư, Dương Tử. Hình ảnh xinh đẹp thanh thoát của Dương Tử trong những bộ trang phục cổ trang ở phim Trường Tương Tư đã nhận về cơn mưa lời khen từ phía khán giả. Gương mặt thanh thoát, tạo hình đa dạng, giúp nàng tiểu hoa nổi bật trong mọi khung hình. Bạch Lộc. Sự trở lại của Bạch Lộc trong dự án cổ trang Trường Nguyệt Tận Minh đang nhận được nhiều mong đợi. Nữ diễn viên khiến khán giả suy xoa những nét đẹp yêu kiều, đôi mắt có hồn. Tạo hình cổ trang của cô trong tác phẩm lần này cũng ghi điểm vì trang phục đẹp mắt, phụ kiện tour nhiều nhưng vẫn sang trọng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.